Xin chào tất cả các con, cô tên là Thúy Quỳnh. Hôm nay cô sẽ cùng các con ôn lại một số kiến thức và làm một số bài tập của môn tiếng Việt lớp 5. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần đọc hiểu. Em hãy đọc bài công việc đầu tiên trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 126 và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Công việc đầu tiên của anh ba giao cho chị Út là gì? A. Thăm dò cơ sở địch, B. Rải truyền đơn, C. Đi bán cá và D. Là theo dõi một tên đổi tay. Thì đáp án ở đây là câu B. Rải truyền đơn. Câu 2. Chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận được công việc đầu tiên này? A. Hôm đầu tiên đi rải truyền đơn, chị run tới mức làm rơi cả rổ cá. B. Chị đi hỏi rất nhiều người từng được giao nhiệm vụ rải truyền đơn để lấy kinh nghiệm. C. Đêm không ngủ được, chị lực lực đi hỏi anh ba một lần nữa về công việc. Và D. Bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Ở đây, đáp án chính xác là câu D. Câu 3. Vì sao chị Út muốn được thoát ly? A. Vì chị Út cảm thấy mình đã lớn rồi, không thể cứ ở mãi ở nhà để bố mẹ lo như thế này. B. Vì chị Út cảm thấy đi làm cách mạng vui và tự do hơn là ở nhà chịu sự quản thúc của bố mẹ. C. Vì chị Út muốn hoạt động độc lập và muốn lập công để nhiều người biết đến mình. D. Vì chị Út yêu nước, ham hoạt động, muốn được làm thật nhiều việc cho cách mạng. Ở đây, đáp án đúng là câu D. Câu 4. Ý nghĩa của câu chuyện. A. Giới thiệu cách rải truyền đơn nhanh chóng, an toàn mà không sợ bị phát hiện. B. Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một người phụ nữ muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho cách mạng. C. Ca ngợi tinh thần cống hiến và hết mình với cách mạng của anh ba chuẩn. D. Ca ngợi sự thông minh trong việc nghĩ ra cách rải truyền đơn mới của chị Út. Ở đây, đáp án đúng là câu B. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần 2 luyện tập. Bài 1. Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỷ niệm chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa đã học. Câu A. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì ở đây chúng ta sẽ viết hoa chữ bà và chữ anh. Tiếp theo, câu B. Sao vàng đất Việt. Thì ở đây chúng ta sẽ viết hoa chữ sao và chữ đất Việt. Câu C. Huy chương vàng Olympic. Ở đây chúng ta sẽ viết hoa chữ huy và chữ vàng. Câu D. Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ. Ở đây chúng ta sẽ viết hoa chữ kỷ và chữ vì. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 2. Đọc đoạn thơ trong bài Mẹ suốt của nhà thơ Tố Hữu rồi làm theo yêu cầu. Ghen chi ghen rứa mẹ nờ, mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai, chẳng bằng con gái con trai, 60 còn một chút tài đò đưa, tàu bay hắn bán sớm trưa, thì tôi cứ việc nắng mưa đưa đò. Yêu cầu là tìm những từ ngữ chỉ phẩm chất của mẹ suốt và ghi vào chỗ trống dưới đây. Thì chúng ta sẽ có một số từ gợi ý như là yêu nước, gan dạ, dũng cảm, kiên cường, bất khuất và anh hùng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 3, ghi tác dụng của dấu phẩy trong câu ở cột bên trái và ô trống tương ứng ở cột bên phải. Câu A, chị Sáu đầy khí phách, kiên cường, bất khuất. Ở đây, dấu phẩy sẽ là có tác dụng là ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu, cụ thể là ngăn cách các vị ngữ. Câu B, chị rút bông hoa gài trên mái tóc tặng cho những người tù, họ nghẹn ngào không nói nên lời. Ở đây, dấu phẩy có tác dụng là ngăn cách các vế câu trong câu ghép. Câu C, trước họng súng,
chị hô ve những lời cuối cùng Hồ Chí Minh muôn năm. Ở đây, dấu phẩy có tác dụng ngăn cách trẻ ngữ với chủ ngữ và vị ngữ, hoặc có thể nói là ngăn cách trẻ ngữ với vế câu. Bài 4. Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn tả ngôi nhà em đang ở. Ở đây chúng ta sẽ mở bài theo kiểu trực tiếp. Ngôi nhà của em đang sống ở ngay đầu làng, gần cây đa cổ thụ và quán nước nhỏ của cụ Sủ. Nhà mới xây lại cách đây dăm năm, thay thế cho ngôi nhà cũ có tuổi thọ dễ đến hàng trăm năm. Đường B, kết bài sẽ viết theo kiểu mở rộng. Ngôi nhà đẹp đẽ thân yêu ấy đã giữ bao kỷ niệm êm đềm của gia đình em. Nó gắn bó với em như người ruột thịt. Mỗi khi đi xa trở về, em lại sung sướng được ngồi trong ngôi nhà ấm cúng, được sống giữa tình yêu thương đùm bọc của cha mẹ và ông bà kính yêu. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với bài 5, hãy viết một đoạn văn tả cơn mưa. Cô sẽ có một bài văn để cho các con tham khảo. Mưa xuân cũng thật khác đời, những giọt mưa cực nhỏ chỉ lớn hơn những giọt sương trúc đỉnh. Sương rơi lưa thưa, có khi như vô hình, chỉ sáng ra mới thấy long lanh, lấp lánh treo đầy ngọn cỏ, treo lên những chiếc mạng nhện, giăng giữa trời đất rộng lớn. Còn mưa xuân thì hạt hạt nối nhau, lất phất trong bầu trời, thả nhẹ xuống cây, xuống hoa, xuống lá, thả nhẹ trên vai, trên tóc, trên nón, trên mũ người đi đường, thả nhẹ trên đê, trên cỏ, trên đá. Sau khi các con nghe bài tham khảo thì về nhà chúng ta sẽ viết lại cho mình một bài đoạn văn tả cơn mưa. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các con về nhà nhớ chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ cho tiết sau. Xin chào tất cả các con.